Nói mấy anh này rất dịu dàng nhé. Hả? Vào trường học nói mấy anh này rất dịu dàng. Nói là nhỏ nhỏ như mình bắt nạt thôi. Dạ. Ai bắt nạt được mày? Không lẽ mày nói thẳng là chị? Uống ngồi mấy một kia mày diễu cùng với bà Phương đi kìa. Chẳng có gì không biết cả, diễu khác biết. Cô xin mời anh Hải đi xin lên bộ phận hoàn thiện. Các bạn xin mời anh Hải đi xin lên bộ phận.